Bạn là người trả lời sau khi 110 cùng chơi chúng ta lựa chọn trả lời những phương án trong khoảng thời gian 6 giây thôi. Bạn có nhiều thời gian hơn như vậy và đồng thời thì có về mình ngay lập tức 3 quyền trợ giúp từ chương trình. Đó là tin người chơi, khảo sát người chơi hoặc hỏi người chơi, bạn có thể dùng bất cứ lúc nào. Ngoài ra nếu mà quá áp lực thì chúng ta có thể dừng chương trình để chúng ta nhận số tiền thưởng nhất định để trở về. Hy vọng ngày hôm nay thì bạn sẽ thành công. Bây giờ thì bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính và 110 cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Bánh cuốn Thanh Trì là món ăn ngon nổi tiếng của địa phương nào? A. Hà Nội. B. Nam Định. C. Hải Phòng. 110 cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là 110 cùng chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa ra câu trả lời. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi. Chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Thanh Trì, huyện ngoại thành Hà Nội nổi tiếng với món bánh cuốn. Và bạn biết không, bánh cuốn Thanh Trì thì mỏng, thơm và dẻo. Và ngon như vậy thì chắc chắn rồi là do là người dân ở đó có kỹ thuật chế biến rất là riêng. Vâng. Những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Có 500.000 đồng tiền thưởng cho ban tổ chức ở đấu trường 100. Bạn nhận với mình mức thưởng là 1.000.000 đồng. Như vậy là có 20 người trả lời sai và 80 người trả lời đúng. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 80 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Bệnh nào sau đây lây truyền bằng đường máu? Viêm gan siêu vi, virus, lao phổi hay dịch tả? 80 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Bây giờ là quyết định của bạn. Người chơi chính chúng ta đã lựa chọn phương án A là câu trả lời. Và đáp án từ chương trình chúng ta sẽ cùng chờ xem. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Như vậy là có 3 người trả lời sai và 77 người trả lời đúng ở câu hỏi này. Bây giờ là quyết định của bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 77 người cùng chơi. Câu hỏi số 3. Bắt đầu. Vua Quang Trung đã đại phá quân Mãn Thanh tại Thăng Long trong mấy ngày? A. Khoảng 5 ngày. B. Khoảng 10 ngày. Hay C. Khoảng 15 ngày. 77 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như
vậy là những đối thủ chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Với chương trình chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình rất nhanh thôi, và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Cuộc đại phá quân Mãn Thanh ở Thăng Long do Vua Quang Trung chỉ huy chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi, 5 ngày từ 30 Tết Mậu Thân cho đến ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789. Và phải nói đó là một trong những chiến công oanh liệt, hiển hách của quân và dân ta trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem và trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. $2,000 là mức thưởng dành cho bạn. Bạn nhận cho mình mức thưởng là $3,000. Bạn có $5,000 từ ban tổ chức của chương trình Đấu Trường 100. Bạn có $10,000 tiền thưởng từ ban tổ chức của Đấu Trường 100. Bạn có $15,000 tiền thưởng từ ban tổ chức của Đấu Trường 100. Và bạn có $20,000 tiền thưởng từ ban tổ chức của Đấu Trường 100. Và 9 người trả lời đúng. Bạn đã thi đấu rất là nỗ lực rồi. Và quyết định của bạn thời điểm này sẽ là đấu tiếp hay nhận $40,000 tiền thưởng. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 9 người cùng chơi. Của chúng ta như sau. Tên gọi chính thức của Hồng Kông hiện nay là gì? Đặc khu kinh tế Hồng Kông, đặc khu hành chính Hồng Kông, hay khu kinh tế mở Hồng Kông? 9 người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Bây giờ là quyết định của bạn. Quyền tin người chơi. Hãy chờ xem là đa phần trong số người cùng chơi của chúng ta lựa chọn phương án nào là câu trả lời ở câu hỏi này. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi, chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Và kể từ khi mà Hồng Kông từ Trung Quốc nhận lại trở lại đúng không, thì là cái tên gọi chính thức của Hồng Kông là đặc khu hành chính Hồng Kông. Vâng. Những người cùng chơi có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt, hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Như vậy là có 3 người trả lời sai và 6 người trả lời đúng. Bây giờ là quyết định của bạn. Bác sĩ khuyến cáo bệnh dạy không chỉ đến từ bệnh cắn của chó mèo, mà việc cào cấu hay liếm vào vết thương của người bệnh cũng là nguyên nhân cho